Em Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Tiếp trong clip này thì em lại giới thiệu thêm cho anh em về một đôi loa bát 25 cũng của thương hiệu Aga Sound. Con loa này thì có thể đặt ngang, có thể đặt đứng, đều rất là đẹp các bạn ạ. Thực ra nó để đặt đứng nhưng mà em đang cố tình để đặt ngang thôi. Đấy, đây là một mẫu bát 25 cực kỳ đẹp luôn. Ở dưới là con 30 này, thì con 30 này em đã giới thiệu với anh em rồi này. Đấy, một clip giới thiệu rồi này. Con này 10.500.000 này. Thì con bát 25 này giá nó hợp lý hơn rất là nhiều nha anh em nhé. Con này của nó là 6.500.000 một đôi. Đấy, 6.500.000 một đôi. Và bây giờ thì xin mời anh em đến với phần chi tiết nhé. Ở đây ấy, thì là em đã tháo sẵn ra cho anh em xem về cái ở bên trong của nó rồi. Thì con này thì cái thiết kế của nó thì nó có hơi van vát ở đây một chút. Thì cái thiết kế van vát này anh em có thể treo ngang được. Đấy, tức là mình có thể treo nó nằm ngang, nó cũng rất là đẹp. Đấy, hoặc là đặt đứng. Đặt đứng thì nó nhìn nó gọn hơn. Nhưng ngang đây, các bác nhìn là khi mà em đặt ngang cùng với loa 30 nó rất là hợp nhau. Rồi, cái bát, cái chép nó này. Thì thằng này nó sử dụng là một con chép của Selection. Đấy, 8 ohm Made in China CDX1 1445. Con chép của Selection, nhưng mà cái hãng này là nó OEM này, các bạn nhìn này. OEM này, Product from England. Đấy, con Selection này nó của Anh. Nên là cái hãng nó đặt là nó OEM. Con chép này về nó lắp đặt. Còn Aga Sound nó là một hãng loa của Trung Quốc rất là nổi tiếng. Nhưng mà bát tép nó nhập khẩu. Đấy, đấy là một cái ưu điểm của dòng loa này. Ở đây thì cái bông này em đã lột ra để quay phân tần cho anh em nhìn. Thế anh em quan sát này, cái phần tần của này nó làm rất là đẹp luôn. Cuộn cảm hai cuộn nhé. Chở này, ba con tụ và mình những con chống tẹt, rất là tiện, rất là đẹp. Dây dợ nó làm cũng rất là cầu kỳ. Hãng này anh em chơi thì bao sướng luôn. Cái này hàng mới em có nha anh em nhé. Cái hàng bãi thì thi thoảng nó mới gặp được những cái lô nó rất là chất lượng như thế này. Đấy, mà một con bát 25 này thì giá nó rất là hợp lý, 6.500.000 cho một đôi bát 25. Đây, mã của nó đây. Đấy, AP này, series đấy, AP10T. Con kia là AP12T. Đấy, thì con này là AP10. Công suất của con này là 250W, tối đa 1000, 8 ohm. Con này thì nó rất dễ đánh, âm ly đánh được. Hoặc đẩy, anh em mà đẩy khoảng 400W, 500W là đã đánh rất là hay rồi. Đó, cực kỳ là ok luôn nhé. Đó, rồi, đây là cái phần bát của con này. Bát của loa thì nó sử dụng là màng phủ keo. Đấy, ba sóng, gần ba sóng. Đấy, và cái bát nó rất là nặng luôn anh em ạ. Bát nó bé bé nhưng mà nó rất là to. Đây, dâu ở cái cọc nó đâm vào trong, nó không phải đâm ngược xuống nhá. Đấy, này, nhìn nhẹ nó này, đẹp chưa? Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Này anh em nào mà mua được cả loa 25, cả loa 30 thì quá tốt, quá ngon luôn, nó hợp. Đây, công suất 300W này, 8 ohm. Đấy, từ to nhé, từ 170. Ây da, côn thì con này bát 25 nên là côn nó chỉ có 63 thôi, nhưng từ nó rất là bự. Đấy, anh em nhìn này, nhẹ nó đẹp chưa. Đấy, sắt từ ở trên là bằng màu 7 màu này, thép này. Dưới là bằng sắt sơn tích điện này. Đấy, một con bát 25 quá chất mà giá nó hợp lý, 6.500.000 một đôi. Hoặc anh em mua con này là bổ sung lời hát cũng rất là hay. Đấy, đẹp lắm. 6.500.000 một đôi nha anh em nhé. Đấy, thì em là có loa 30 và có loa 25. Loa 30 thì đắt hơn 10.500.000. Đấy, anh em nào mà mua được combo thì giá tốt hơn. Đó, rồi, clip này em sẽ làm ngắn gọn tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở clip test âm nhé.